Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamda Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 19 tháng 8. Theo như bà Svetlana, giám đốc vệ sinh dịch tễ, tình hình dịch bệnh tại Séc có thể giống tới 70% so với năm ngoái. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ trích việc các nước giàu vội vã triển khai hoặc sắp triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mũi tăng cường. Số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng cao kỷ lục, thành phố yêu cầu toàn dân ở yên ở trong nhà để tiến hành truy vết các ca F0. Sau khi chính phủ đã điều chỉnh các biện pháp chống dịch cho tháng 9 tới, theo đó sẽ có xét nghiệm 3 lần tại trường học, các sự kiện thể thao văn hóa có thể tiếp nhận 100% lượng khách. Bà Pavla Svetlana, giám đốc vệ sinh dịch tễ, ước tính đến mùa thu, tình hình dịch bệnh có thể giống tới 70% như mùa thu năm ngoái. Nhưng việc đóng cửa các nơi kinh doanh sẽ là biện pháp cuối cùng để áp dụng. Theo như lời giải thích của bà Pavla Svetlana, vào mùa thu tình hình dịch bệnh có thể sẽ xấu đi, vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị các chiến lược cho làn sóng mới. Các biện pháp giả thiết được đặt ra như những ai muốn sử dụng các dịch vụ chỉ có thể là những người đã tiêm chủng đầy đủ hay nhiễm COVID-19 trong vòng 180 ngày qua. Đóng cửa quán ăn, nhà hàng sẽ là biện pháp cuối cùng, vì trước đó chúng tôi sẽ có thể thắt chặt bằng cách giảm tần suất hoạt động của con người. Tại Cộng hòa Séc, đã có gần 1,7 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được xác nhận bằng xét nghiệm PCR. Theo như thống kê chính thức, thì con số này tương ứng với 17% dân số đã bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu quy mô lớn hơn, thì có tới 50% dân số ở Cộng hòa Séc trên thực tế đã gặp phải biến chủng mới của COVID-19. Vào sáng ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jan Hamáček cho biết Séc vẫn chưa có lên kế hoạch cho một chuyến bay sơ tán khác đến Afghanistan. Theo ông, hầu như tất cả những người nằm trong chương trình sơ tán đã an toàn về Séc và có thể sử dụng sự trợ giúp của các đồng minh để vận chuyển những người khác nếu cần. Séc tổng cộng đã cử 3 chiếc máy bay quân sự đặc biệt đến Afghanistan. Tổng cộng, quân đội Séc đã đưa được 180 đồng nghiệp và gia đình của họ về nước an toàn. Những người Afghanistan đã được sơ tán sẽ có thể tự quyết định xin tị nạn ở Cộng hòa Séc hoặc xin thường trú. Ông Hamáček cho rằng những người Afghanistan từng làm việc tại Đại sứ quán Séc sẽ muốn ở lại Cộng hòa Séc. Theo như thông tin từ Bộ Nội vụ có được, gần như tất cả những người có tên ở trong chương trình sơ tán đã an toàn rời khỏi Afghanistan đến Cộng hòa Séc. Vì vậy, theo ông, có lẽ sẽ không cần thiết phải gửi một chuyến bay khác đến Kabul. Ông Hamáček cho biết thêm, nếu cần đưa thêm người khác đi, chúng tôi có thể sử dụng máy bay của đồng minh Đức hoặc Mỹ. Theo như tờ báo Bravo đưa tin, cảnh sát đã hoãn lại vụ việc mua khẩu trang phòng độc của Bộ Y tế với giá cao chưa từng có. Ông Yaroslav Ibehey, người phát ngôn viên của Trung tâm Quốc gia chống tội phạm có tổ chức, đã chia sẻ với tờ báo Bravo. Cảnh sát đã hoãn lại một cuộc điều tra về việc mua bảo hộ y tế được cho là quá đắt khi đại dịch bùng phát ở Cộng hòa Séc và Bộ Y tế đã mua trong tình trạng khẩn cấp. Thời điểm đó, Bộ Y tế đã mua khẩu trang phòng độc với giá 777 korun mỗi chiếc FFP2, mà giá của FFP3 chỉ dao động từ 60 đến 422 korun. Tuy nhiên, theo các nhà điều tra tội phạm cho biết, nhà nước Séc đã không ghi nhận bất cứ thiệt hại nào và nếu tính theo mức độ nghiêm trọng để bảo vệ sức khỏe con người, thì tại thời điểm đó không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Chính thức vào ngày hôm qua, Thượng viện đã phê duyệt việc tăng lương hưu thêm 300 korun trên mức định giá mới hàng năm. Theo như quy tắc pháp lý, lương hưu sẽ tăng trung bình 479 korun, tức là 3,2% dựa trên ước tính hiện tại của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. Với mức tăng thêm 300 korun cộng thêm 479 korun thì mỗi người sẽ được tăng cụ thể là 797 korun. Theo như ước tính, lương hưu trung bình trong một tháng sẽ lên tới 16.275 korun và sẽ được áp dụng từ tháng 1 năm tới. Từ năm 2023, khoản hỗ trợ 500 korun sẽ được chi trả cho những người đã chăm, nuôi, dạy một đứa trẻ. Cả hai điều thay đổi trên đã được Thượng viện thông qua và chờ Tổng thống ký duyệt. Đồng thời, trong cuộc họp ngày hôm qua, Thượng viện cũng đã thông qua một sửa đổi đã gây ra tranh cãi lâu nay là luật 3 lần và đủ. Luật này sẽ giúp việc khấu trừ tiền phạt từ các khoản phúc lợi xã hội mà một cá nhân nhận được. Nếu nhiều lần không nộp phạt, người dân có thể bị mất một phần quyền lợi và đó có thể là một số các hỗ trợ từ nhà nước. Theo đó, chính quyền sẽ rút số tiền chưa thanh toán từ các khoản tiền hỗ trợ để bù vào tiền phạt. Điều này chỉ áp dụng cho những hành vi phạm tội đã được viết ở trong quy định, ví dụ như vi phạm trật tự công cộng. Theo như ông Stanislav Krzeczek,
người đại diện cho lợi ích của cộng đồng dân cư thông qua việc điều tra và giải quyết khiếu nại, trước đây đã nói rằng việc tự phép rút các khoản tiền hỗ trợ là đe dọa quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, dự thảo đã được Thượng viện thông qua và chờ Tổng thống ký duyệt. Theo như Fincentrum Hypo Index đưa tin, trong tháng 7 vừa qua, khoản vay thế chấp đã tăng trở lại. Giá của chúng tăng nhanh nhất kể từ tháng 12 năm 2018. Hiện trung bình, các ngân hàng đưa ra mức lãi suất là 2,23%. Tuy nhiên, số lượng người đi vay tiền mua nhà cũng đang ở mức kỷ lục. Bất động sản ở Cộng hòa Séc đã tăng giá hơn một nửa trong vòng 5 năm qua, khiến nhiều người trẻ tuổi khó có thể có cơ hội mua nhà. Đối với những người trẻ tuổi, họ chỉ còn cách chọn thuê nhà, nhất là ở thành phố. Họ cũng đã tính trước với việc phải nói lời tạm biệt trước khi có ý định mua nhà, vì số tiền đối với họ là quá lớn. Theo như các chuyên gia kinh tế, nếu tính về chi phí nhà ở Séc so với tiền lương kiếm được của họ, thì nó còn đắt hơn 2 lần so với ở nước Đức và Anh. Số tiền được cho vay thế chấp cũng đã thay đổi rõ rệt. Vào năm 2020, số tiền này là hơn 2,7 triệu korun. Đến tháng 7 năm nay, số tiền vay thế chấp đã tăng lên hơn 3,2 triệu korun. Trong tương lai, các nhà kinh tế ước tính tại thành phố sẽ hầu hết chỉ có người thuê nhà. Và một hình thức mới cho vay tại Séc là các khoản vay thế chấp giữa các thế hệ, vốn được sử dụng chủ yếu ở phương Tây. Ít nhất, đây có thể là một giải pháp cho tình trạng không có nhà ở. Có nghĩa là việc vay thế chấp sẽ được áp dụng cho đời bố mẹ, rồi sẽ tiếp tục truyền lại cho đời con để trả các khoản tiền vay đó. Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước khuyến cáo nên cung cấp các khoản vay thế chấp mà người nộp đơn có thể hoàn trả cho đến khi người đó ngừng kiếm tiền. Công việc chuẩn bị cho liên hoan phim quốc tế Karhuvaari đang ở giai đoạn cuối cùng hoàn tất. Tại đây, ban tổ chức cũng sẽ chú trọng đến các biện pháp vệ sinh dịch tễ. Mọi người đang khẩn trương chuẩn bị cho liên hoan phim quốc tế Karhuvaari vì ngày mai liên hoan phim chính thức bắt đầu và sẽ kéo dài trong vòng 9 ngày. Vào năm ngoái, do dịch bệnh, sự kiện này đã không được tổ chức. Năm nay, ban tổ chức sẽ đặc biệt chú ý vào khâu kiểm tra dịch tễ đối với khán giả, khách tham quan nhằm tránh lây lan COVID-19. Khán giả có thể xem các bộ phim tại 12 rạp chiếu phim, 6 trong số đó là ở khách sạn Thermal, số còn lại là ở nhà hát thành phố hoặc tại Grand Hotel Pub. Để vào hội trường năm nay, khán giả sẽ cần, ngoài giấy chứng nhận và vé, thì họ sẽ cần có xét nghiệm hoặc chứng minh khả năng miễn nhiễm. Ngoài ra, khán giả sẽ phải đeo khẩu trang phòng độc trong suốt buổi chiếu phim. Lễ hội có thể thêm các điểm xét nghiệm hoặc trung tâm tiêm chủng mà không cần đăng ký trước. Trong khi các khách sạn lớn ở Karhuvaari đã kín chỗ, du khách vẫn có thể đến tham dự lễ hội với sự lựa chọn ở các cơ sở lưu trú nhỏ hơn. Khách mời chính của liên hoan phim sẽ là những nhân vật nổi tiếng của điện ảnh thế giới và từng đoạt nhiều giải thưởng lớn như nam diễn viên người Mỹ Johnny Depp, nam diễn viên người Anh Michael Caine hay nam diễn viên kiêm đạo diễn Ethan Hawke. Lễ hội sẽ được khai mạc vào tối thứ 6 tại Thermal bằng vở kịch nhạc Jesus Christ Superstar được thực hiện bởi nhà hát Praha Spiral và cùng dàn nhạc giao hưởng của thành phố Karhuvaari. Cùng xem tuần này Tâm Đắc Foods có offer gì hấp dẫn nào. Sản phẩm nấm tốt, các loại phết bánh mì từ thương hiệu Mars, Bounty hay Milky Way chỉ với giá 67 kurun. Chips Beyond được làm từ gạo với nhiều hương vị như salsa paprika, smetana xiên và nhiều vị khác chỉ 12,90 kurun. Hot Chips Saponeco giá từ 13,90 kurun hay sữa hộp Gravic chỉ từ 8,90 kurun. Đặc biệt hơn, chúng ngay tủ lạnh dành điệu hay hàng chục giải thưởng khác khi mua sản phẩm bất kỳ từ thương hiệu Spark. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tanda.eu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ trích việc các nước giàu đã vội vã triển khai hoặc sắp triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mũi tăng cường, trong khi hàng triệu người trên thế giới vẫn chưa được tiêm. Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan nhận định ngày 18 tháng 8, chúng ta đang dự định cung cấp thêm phao cho những người đã có phao cứu sinh, trong khi để những người khác đuối nước vì không có chiếc phao nào. Thực tế là chúng ta đang phát đi những chiếc phao cứu sinh thứ hai cho những người đã có, trong khi hàng triệu người không có chiếc nào. Các chuyên gia của WHO cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định tiêm liều tăng cường là cần thiết, đồng thời cho rằng việc triển khai tiêm bổ sung trong bối cảnh nhiều người chưa có vaccine để tiêm là một vấn đề về đạo đức. Đầu tháng này, WHO đã kêu gọi các nước giàu hoãn tiêm chủng bổ sung để giảm bớt tình trạng mất cân bằng nguồn cung vaccine hiện nay, tạo thêm cơ hội cho các nước thu nhập thấp và trung bình tiếp cận vaccine. Bất chấp những lời kêu gọi này, nhiều nước đã sắp triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho người dân. Trong đó, Israel bắt đầu tiêm mũi thứ ba cho người trên 50 tuổi, Mỹ, Anh, Đức dự kiến triển khai từ tháng 9.
Mỹ vừa ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19 trong ngày, tương đương 42 ca tử vong mỗi giờ. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh biến chủng Delta đang lây lan nhanh chóng ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Riêng trong ngày 17 tháng 8, Mỹ ghi nhận 1.017 ca tử vong, tương đương 42 ca tử vong mỗi giờ. Lần gần đây nhất, Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong trong một ngày là tháng 3 năm 2021. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục ghi nhận trung bình hơn 100.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca nhập viện tăng khoảng 70% so với 2 tuần trước đó. Đáng lo ngại là số trẻ em mắc COVID-19 và nhập viện ở Mỹ cũng gia tăng đáng kể, và điều này cho thấy biến chủng Delta ảnh hưởng tới nhiều trẻ em hơn so với chủng Alpha ban đầu. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch áp dụng quy định sử dụng khẩu trang trên các chuyến bay, tàu hỏa và xe buýt, cũng như tại sân bay và bến tàu hỏa cho tới giữa tháng 1 năm 2022. Giới chức Mỹ cũng đã bắt đầu thúc đẩy tiêm chủng với trung bình tổng số mũi tiêm trong một tuần tăng 14% so với 2 tuần trước đó. Chính phủ Mỹ bắt đầu vận chuyển lô vaccine đầu tiên trong số 500 triệu liều vaccine COVID-19 mà Washington cam kết chia sẻ với các nước trên thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kevin Munoz cho biết trên Twitter rằng Mỹ đang chuyển hơn 488.000 liều vaccine Pfizer cho Rwanda thông qua chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc. Đây là lô vaccine gồm hơn 188.000 liều đầu tiên trong 500 triệu liều vaccine của Pfizer mà chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết chia sẻ với thế giới. 300.000 liều còn lại được trích từ nguồn cung hiện có của Mỹ. Sau khi cung cấp 80 triệu liều vaccine cho các nước, Mỹ cam kết cung cấp thêm 500 triệu liều vaccine, trong đó 200 triệu liều sẽ được phân phối trong năm nay. 300 triệu liều còn lại sẽ phân phối vào nửa đầu năm 2022. Khoảng 75% số vaccine này sẽ được chia sẻ thông qua COVAX, 25% được Mỹ chia sẻ trực tiếp cho các quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngoài ra, Mỹ cũng cam kết đóng góp 2 tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến vaccine toàn cầu. Taliban tuyên bố thể chế dân chủ không có nền tảng nào ở Afghanistan và đất nước có khả năng được điều hành bởi một hội đồng Taliban cầm quyền. Phát ngôn viên Taliban Hashmi hôm 18 tháng 8 cho hay sẽ không có thể chế dân chủ nào cả vì nó không có bất kỳ nền tảng nào ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thảo luận về loại thể chế chính trị sẽ áp dụng ở Afghanistan vì nó đã quá rõ ràng, đó là luật Hồi giáo Sharia. Theo Hashmi, đất nước có khả năng được điều hành bởi một hội đồng Taliban cầm quyền và thủ lĩnh tối cao Haibutullah Akhundzadeh, dự kiến vẫn nắm quyền lãnh đạo chung, vai trò như tổng thống. Cơ cấu quyền lực Hashmi vạch ra mang những nét tương đồng với cách Taliban điều hành Afghanistan trong thời gian nắm quyền từ năm 1996 đến 2001. Khi đó, thủ lĩnh tối cao Mullah Omar không lộ diện và để việc điều hành đất nước hàng ngày cho một hội đồng. Các thủ lĩnh Taliban sẽ họp cuối tuần này để thảo luận và đề ra thể chế điều hành đất nước. Hashmi cho biết Taliban cũng sẽ yêu cầu các cựu phi công và binh sĩ từ các lực lượng vũ trang Afghanistan gia nhập hàng ngũ. Ông không xoa dịu lo ngại chế độ Taliban hiện nay sẽ áp dụng các biện pháp hà khắc với phụ nữ như lần nắm quyền trước đó. Cựu Phó Tổng thống Saleh tuyên bố nắm quyền thành lập liên minh quân sự chống Taliban và đặt đại bản doanh ở thung lũng Panjshir gần Kabul. Cựu Phó Tổng thống Afghanistan trong chính quyền vừa bị lật đổ tuyên bố trên Twitter ngày 17 tháng 8, tôi sẽ không làm hàng triệu người lắng nghe mình phải thất vọng, tôi sẽ không đội trời chung với Taliban, hãy tham gia lực lượng kháng chiến. Saleh trước đó tự nhận là Tổng thống lâm thời của Afghanistan sau khi Tổng thống Ashraf Ghani bỏ chạy ra nước ngoài trong bối cảnh Taliban áp sát cửa ngõ thủ đô Kabul ngày 15 tháng 8. Ông này cho hay đang liên lạc với các lãnh đạo để tìm kiếm sự ủng hộ và đồng thuận của họ trong cuộc kháng chiến chống lại Taliban. Saleh chỉ ra Tổng thống Ghani tháo chạy, khẳng định lực lượng dưới quyền ông vẫn duy trì tinh thần chiến đấu. Quân số của lực lượng kháng chiến tại Panjshir chưa được xác định, nhưng chủ yếu là binh sĩ trong lực lượng an ninh Afghanistan thoát khỏi vòng vây Taliban trước đó. Trong một đoạn băng hình phát trên mạng xã hội cá nhân được gửi đi từ các tiểu bang Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố ông rời khỏi đất nước để tránh cảnh tắm máu ở thủ đô Kabul và ngăn chặn được một thảm họa lớn và bác bỏ thông tin ông ra đi mang theo nhiều tiền mặt. Đừng tin ai đó nói rằng Tổng thống đã bán đứng bạn và bỏ trốn.
Tôi rời khỏi Afghanistan trong bộ vest, giày, áo phông và không mang theo bất cứ thứ gì khác. Tất cả các vật có giá trị của chính phủ đều rơi vào tay những kẻ xấu. Ông Ghani cho biết, ông đã từng đến Bộ Quốc phòng và được giới chức an ninh thúc ép rời đi để đảm bảo an toàn. Các đồng nghiệp phương Tây cũng khuyên ông rời đi để tránh những điều tồi tệ cho Afghanistan. Ông khẳng định quyết định của ông nhằm ngăn Afghanistan trở thành một đất nước Syria hay Yemen thứ hai. Về các cuộc đàm phán chuyển giao quyền lực giữa các nhà lãnh đạo trong bộ máy chính quyền cũ với Taliban, ông Ghani bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn tiến trình này thành công. Ông cũng cho biết đang đàm phán về việc quay trở lại Afghanistan. Trước đó, ông Ghani bị nhiều quan chức chính phủ Afghanistan chỉ trích vì rời khỏi đất nước thay vì chiến đấu với Taliban. Nhiều người đã kêu gọi cảnh sát quốc tế truy nã ông vì nhiều tội danh, trong đó có tội biển thủ công quỹ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao UAE hôm qua xác nhận ông và gia đình được chào đón tại nước này vì lý do nhân đạo. Ít nhất 47 người đã thiệt mạng, gồm 30 người dân thường, 14 binh sĩ quân đội và 3 dân quân đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Burkina Faso vào ngày 18 tháng 8. Các tay súng đã tiến hành tấn công một đoàn xe được hộ tống bởi lực lượng quân sự tại tỉnh Sino ở miền bắc Burkina Faso, một khu vực được gọi là ngã ba biên giới, giáp với Mali và Niger. Ngoài những người thiệt mạng còn có 19 người bị thương. Trong các vụ truy đuổi và đáp trả sau vụ tấn công, quân đội Burkina Faso cũng đã tiêu diệt 58 phần tử khủng bố. Đây là vụ tấn công thứ ba trong một loạt vụ tấn công các tay súng thánh chiến trong 2 tuần qua nhằm vào các binh sĩ tại Burkina Faso. Trước đó, vụ tấn công vào ngày 4 tháng 8 cũng đã khiến 30 người thiệt mạng. Siêu khuyến mại tháng 8, đặt càng nhiều hạ càng sâu, giảm giá đến 3% dành cho các đơn hàng đặt trên Tamda Express Brno. Đặc biệt chương trình áp dụng với khuyến mại tăng trưởng. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tamdaexpress.eu. Sau 3 ngày thực hiện chủ trương chống dịch mới, yêu cầu toàn dân ở yên trong nhà để tiến hành truy vết các ca F0 trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành công tác lấy mẫu đại diện hộ gia đình trên toàn địa bàn thành phố đợt đầu tiên và có cơ sở để đưa ra những biện pháp chống dịch trong thời gian sắp tới. Đó là những nhận định được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại thành phố Đà Nẵng vào chiều ngày hôm nay. Trong ngày 18 tháng 8, thành phố Đà Nẵng có 134 ca mắc mới, trong đó có 34 ca trong cộng đồng. Lực lượng y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm hơn 115.000 lượt, trong đó hơn 114.000 lượt xét nghiệm bằng phương pháp PCR là số lượt xét nghiệm trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Những số liệu có được sau khi hoàn tất đợt một xét nghiệm trên toàn thành phố sẽ là căn cứ quan trọng để Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng đưa ra những biện pháp tiếp theo trong thời gian tới. Các đồng chí đánh giá đến mức độ nguy cơ trên địa bàn của chúng ta, để trên cơ sở đó chúng ta vừa rút kinh nghiệm cho cái việc xét nghiệm lần hai, nhưng cũng đồng thời là chúng ta chủ động xây dựng đề xuất cái kịch bản cho cái thời gian tới. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đánh giá cao sự vào cuộc của Ban công tác tại khu dân cư đã rất sát sao, nhanh chóng hỗ trợ người dân trong lúc không được đi ra ngoài. Bên cạnh đó cũng đề nghị các địa phương cần quan tâm sâu sát hơn nữa đối với các trường hợp khó khăn, yếu thế, thuê trọ trên địa bàn để có sự hỗ trợ kịp thời phù hợp. Trong đợt xét nghiệm lần 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương cần triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng trốn tránh xét nghiệm để tiếp tục truy vết các ca nhiễm còn lại trong cộng đồng và phối hợp triển khai tốt kế hoạch tiêm vaccine với ngành y tế. Việt Nam đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 hoàn toàn miễn phí, không thu tiền của các đối tượng tiêm chủng với mục tiêu 70% dân số Việt Nam được tiêm phòng vaccine COVID-19. Tính đến hiện nay, đã có hơn 15,3 triệu lượt người dân đã được tiêm phòng vaccine này. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục triệu người dân chưa được tiếp cận và mong mỏi chờ đến lượt. Vì vậy, đã có nhiều đơn vị đề xuất tiêm vaccine dịch vụ. Mong mỏi nhiều tháng nay, từ khi có vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam, chị Nguyễn Thanh Xuân, Hà Nội mới đến lượt tiêm. Tuy nhiên, trong gia đình chị vẫn còn gần chục người đang chờ được tiêm. Tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để tiêm dịch vụ, tốt cho bản thân mình là người đầu tiên, để tránh được cái dịch bệnh đang lan tỏa như hiện tại bây giờ. Nếu mình có đủ điều kiện thì chắc chắn là mình sẽ bỏ tiền ra để tiêm dịch vụ. Thì nó sẽ nhanh hơn và cái số lượng người xếp hàng nó sẽ không đông bằng, an toàn hơn khi mình chờ tiêm. Được bỏ tiền để tiêm vaccine dịch vụ COVID-19 đang là mong mỏi của rất nhiều người dân, trong khi số ca mắc COVID-19 đang ngày càng gia tăng. Hiện các điểm tiêm chủng được triển khai trên khắp cả nước với sự huy động vào cuộc của cả hệ thống bao gồm cả y tế tư nhân.
Đây đều là các đơn vị có đủ điều kiện về nhân lực, bảo quản vaccine cũng như khu vực xử lý thuốc và cấp cứu trước và phản ứng sau tiêm vaccine. Toàn bộ chi phí tổ chức, nhân lực, thuốc men và vật tư y tế đều được các bệnh viện tư nhân này hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Tiêm vaccine chỉ có hiệu quả bảo vệ trong 6 tháng. Vậy thì cái việc nhu cầu là 100 triệu dân nhân với 2 lần tiêm, nhân với mỗi 6 tháng thì nó còn là rất là nhiều. Thế thì nếu như mà chúng ta xác định là hiểu đúng nghĩa là cái dịch vụ, nghĩa rằng không chỉ huy động cái nguồn lực của nhà nước về nguồn về kinh phí, nguồn về nhân lực, mà hiểu rằng là toàn xã hội tham gia chung tay. Đấy ạ, thì lúc đó xác định với cái nhu cầu đó thì chủ quan của tôi lại nghĩ rằng chúng ta cần có yếu tố dịch vụ ở trong đấy. Trước đề xuất của nhiều bệnh viện trong việc thu phí tiêm chủng vaccine, nhiều chuyên gia cũng cho rằng trong thời gian tới, khi nguồn cung vaccine ổn định, việc tính toán thu phí vaccine dịch vụ cũng nên được cân nhắc trước nhu cầu quá lớn của người dân. Ngay cả khi ngành y tế huy động tư nhân vào cùng tham gia chiến dịch tiêm chủng, thì nhà nước cần có quy định rõ ràng về việc thu phí như thế nào, thu đến đâu để tránh mỗi nơi thu một kiểu, ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng miễn phí cho người dân. Khuyến khích được đơn vị tư nhân nào mà tiêm được miễn phí thì tốt. Nhưng nếu không tiêm được miễn phí thì nhà nước cũng nên có cái cơ chế để mà trang trải cho họ, ví dụ như là tiền bông băng cồn, rồi trả lương nhân viên. Đấy là những, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cần phải có quy định. Không phải chỗ này một kiểu, chỗ kia một kiểu, địa phương này một kiểu, địa phương một kiểu. Tránh cái hiện tượng là dịch vụ đấy để mà trục lợi trên người dân. Việc đề xuất triển khai tiêm vaccine dịch vụ là nhu cầu tất yếu hiện nay khi nguồn cung vaccine đang khan hiếm, số ca mắc COVID-19 ngày càng gia tăng, trong khi lượng người dân được tiếp cận vaccine vẫn còn khiêm tốn. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã cho phép các doanh nghiệp được tiếp cận đàm phán để mua vaccine từ các nguồn khác nhau. Đây cũng là một trong những giải pháp để cởi trói cho doanh nghiệp, bệnh viện tư nhân nhập vaccine tiêm dịch vụ cho người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra văn bản quy định người được phép nhập cảnh vào Hà Nội sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong vòng 7 ngày tiếp theo nếu đảm bảo đủ các điều kiện như có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh. Trong quá trình di chuyển từ cửa khẩu về cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly tập trung về nơi lưu trú, phải luôn thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, luôn bật và sử dụng ứng dụng Bluezone. Đồng thời thực hiện nghiêm việc cách ly và tự theo dõi sức khỏe sau khi cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngày 18 tháng 8, tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế đã tiến hành tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Covivac với các tình nguyện viên thuộc xã Minh Lãng, Việt Hùng và Bách Thuận. Đây là vaccine do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Bộ Y tế Việt Nam nghiên cứu, phát triển và là vaccine phòng COVID-19 thứ 2 ở Việt Nam được Bộ Y tế cho phép tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người, sau vaccine Nanocovax của công ty Nanogen. Thái Bình là địa phương duy nhất trong cả nước được lựa chọn tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Covivac với 375 tình nguyện viên chia làm 3 nhóm tuổi, từ 18 đến 39 tuổi, từ 40 đến 59 tuổi và nhóm từ 60 tuổi trở lên. Trong quá trình tiêm thử nghiệm, nhóm nghiên cứu chia làm 3 nhóm tiêm với mức liều 3 microgram, 6 microgram và nhóm tiêm vaccine đối chứng AstraZeneca. Đây cũng là điểm khác biệt so với giai đoạn 1 khi dùng vaccine AstraZeneca đối chứng thay vì dùng giả dược như trước. Sau cái buổi tiêm liều thứ nhất thì chúng tôi có cái khám để đánh giá tính an toàn 7 ngày sau khi tiêm. Thì cái 7 ngày đó thì bởi vì không liên quan đến tiêm vaccine, chúng tôi sẽ tổ chức ngay tại trạm y tế của các xã. Đấy. Và sau 28 ngày sau khi tiêm liều thứ nhất thì sẽ lại mời những người tình nguyện đến trạm y tế cũng giống như lần này để mà khám theo dõi sức khỏe và để tiêm vaccine liều thứ 2. Dự kiến ngày 23 tháng 8 sẽ hoàn thành việc tiêm thử nghiệm mũi 1 vaccine Covivac. Để xác định tính hiệu quả của vaccine, nhóm nghiên cứu sẽ lấy mẫu máu 3 lần trước khi tiêm, sau khi tiêm 14 ngày và 6 tháng sau mũi tiêm 2. Ghi nhận buổi tiêm đầu tiên diễn ra an toàn, đa số các tình nguyện viên được theo dõi sau tiêm 30 phút đều cảm thấy sức khỏe ổn định bình thường.
Những ngày qua, nhiều túi thuốc cùng F0 chiến thắng COVID-19 đã được trao đến từng người dân mắc COVID-19 trên địa bàn phường 1, quận Tân Bình. Những túi thuốc yêu thương ấy vừa góp phần hỗ trợ sức khỏe, giúp các trường hợp F0 sớm khỏi bệnh, lại vừa động viên tinh thần giúp họ an tâm điều trị tại nhà. Đây là túi thuốc với đầy đủ loại thuốc cần thiết nhất cho việc điều trị COVID-19, được Tổ phản ứng nhanh phường 8, quận Tân Bình trao tặng cho các gia đình có F0 đang điều trị tại nhà. Trong túi có đầy đủ hướng dẫn sử dụng và kèm theo mã QR để người bệnh có thể tham gia vào nhóm bác sĩ tư vấn tại nhà khi cần có thể hỗ trợ ngay lập tức. Hiện tại bây giờ giãn cách, cách ly và không ai có thể đi mua thuốc được. Mà có đi mua thuốc nữa ngoài người ta cũng không bán, khi trở thành F0 rồi thì không đi được. Cho nên những cái túi thuốc như này này, nếu bên y tế mà hỗ trợ sớm, sớm cho người dân thì giảm được cái tiên lượng nặng. Hàng ngày các F0 sẽ thông báo tình trạng bệnh, thông qua đó bác sĩ sẽ theo dõi và có hướng dẫn hỗ trợ cụ thể với từng người. Lãnh đạo địa phương cùng lực lượng y tế sẽ thay phiên nhau chăm sóc và điện thoại thăm hỏi động viên người bệnh thường xuyên. Ủy ban dân phường cũng như là trạm y tế phối hợp với nhau hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, cũng như lãnh đạo ủy ban dân phường thay phiên nhau điện thoại hỏi thăm sức khỏe của các trường hợp F0 trên địa bàn phường. Tham gia chiến dịch tặng thuốc cho F0, nhiều tình nguyện viên từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Mặt trận Tổ quốc phường, các y bác sĩ và Tổ phản ứng nhanh đã trực chiến 24/24. Chỉ cần được báo cáo có ca F0 hay người dân cần thuốc là ngay lập tức sẽ xuống tận nơi trao thuốc cho người bệnh. Công việc dù vất vả có nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng mỗi người đều làm việc hết mình vì người bệnh. Khi mà mình đem được một ít lương thực, thực phẩm hay là thuốc đến cho các nhà F0 kịp thời, thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi là mình đã được giúp và hỗ trợ cho những cái trường hợp rất là khó khăn hơn mình. Thời gian qua, việc điều trị cho F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà đã góp phần giảm tải đáng kể cho các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn. Hàng ngàn túi thuốc yêu thương vẫn được trao đi, là nguồn động viên khích lệ kịp thời với người bệnh để họ yên tâm điều trị và mau khỏi bệnh. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like và chia sẻ điểm tin 24 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.